Kiệt xin chào các bạn, hôm nay các bạn khỏe không? Thì hôm nay Kiệt sẽ bắt cái hồ này nha. Hồ này thì quarantine ha, gọi là rộng cá đó. Thì được 5 tháng rưỡi nha các bạn. Thường thường nếu mà mình bắt cá ra là mình phải pump hết nước, là lấy hết nước trong hồ ra. Nhưng mà cái hồ này nó bự quá các bạn ơi. Hồ này rất là bự. Thì bây giờ mình chịu khó mình lấy lưới mình vớt nha. Mình lấy cái vợt mình vớt được bao nhiêu mình vớt nha. Với tiện đây mình cũng xin trả lời thì cái quarantine hay là gọi rộng cá đó, mình mấy video vừa rồi mình cũng trả lời nhiều lần. Thì bữa nay mình cũng nhận được hai cái video hồi tuần rồi đó, chứ không phải bữa nay, tuần rồi. Nhưng mà mình bận quá, mình lo đi làm cái filter cho khách hàng ha, thôi gọi là bộ lọc đó. Thì sẵn hôm nay là mình bắt cá đó thì mình sẽ chia sẻ luôn, mình cũng sẽ trả lời với cho các bạn nha. Một bạn là hình như ở Việt Nam và một bạn ở Canada. Thì lý do tại sao mình rộng cá thì cái thứ nhất là lúc mà các bạn biết không, nếu mà lúc mà nó nuôi cá thì nó nuôi ở dưới ở trong farm đó, là nông trại đó, thì ở dưới nó nuôi dưới đất sình, thì lúc đó là mỗi thứ là nó khác nhau đúng không? Rồi thứ cái đó là thứ nhất. Cái thứ hai là lúc mà nó nuôi trong farm đó, là nó cho cá ăn màu đó. Nhưng mà sau khi lý do tại sao mình về đây mình phải bắt rộng, mình rộng cá hay còn gọi là quarantine. Cái thứ nhất á, bạn đem về đây á, bạn nuôi là ở trong hồ đúng không? Thì thường thường người ta nuôi hồ bằng liner hay là vỏ xe đó, hay là nuôi hồ bằng xi măng hay là nuôi hồ bằng kiến đó. Bắt buộc mình về cái lực đầu tiên là mình về mình phải rộng cá, thường thường là rộng khoảng chừng 1 tháng là được rồi. Nhưng lý do tại sao mà mình rộng, Kiệt rộng từ 3 tháng tới 6 tháng, cái thứ nhất là tại vì mình muốn ở đây là mình không cá, mình không, mình cho cá không có cho cá ăn màu nha. Mình rộng 3 tháng tới 6 tháng là mình muốn cái màu nó go back to normal, nó lại cái màu cũ của nó. Nếu mà khách hàng tới đây thích con cá này thì khách hàng lấy, còn nếu không thích thì không lấy. Tại vì nếu mà mình cho ăn màu tiếp tục mà khách hàng đem cá về đó, mà cá mà khách hàng không có cho ăn màu, cho cá nó ăn màu thì con cá nó rất là ugly, rất là xấu nha. Thì bởi vậy mỗi thứ ở đây là đồ ăn của mình. Mình có thể cho ăn protein, là protein nhiều. Thường thường ở đây mình cũng bán đồ ăn cá, nhưng mà mình cho protein là 42%. Thì ở trong có, thì thành phần trong đó nó có thịt bò nè, có tôm nè, có mắm ruốc. Mắm ruốc tại vì cho nó thơm, con cá nó thơm. Đó, thì ở đây mình bán đồ ăn đó thì 44 pound thì 140 đồng lượng. Có nhiều người ta hỏi tại sao mắc quá. Tại thịt bò mà các bạn đúng không? Thịt bò với tôm với mắm ruốc thì nó sai. Nó sai nếu mà các bạn làm nó khô á thì nó thun lại rất là nhỏ. Thì tùy theo các bạn thôi. Thường thường giống như Kiệt order vô 10 thùng thì khoảng chừng 4-5 tháng là nó hết rồi. Tại vì ở đây Kiệt không có, thường thường đồ ăn là khoảng chừng 1 năm tới 2 năm tùy theo. Đó, nhưng mà khoảng chừng 4-5 tháng nó hết. Tại vì Kiệt không có order nhiều. Cái thứ hai là khách hàng người ta tin tưởng mình á, người ta lấy liên tục đó. Ta mua giống như mua một thùng vậy, người ta chia ra, nhưng mà nó ăn nó tốt hơn. Bởi vậy Kiệt không có lấy nhiều đó. Thì cũng trả lời cho các bạn như vậy, bắt buộc mình quarantine. Với lại lý do là tại sao mình mở, thường thường là người ta bán cá người ta mở tiệm, nhưng mà tại sao Kiệt không có mở tiệm. Lý do tại sao Kiệt xin cái permit ở này rất là khó khăn hơn ở tiệm. Lý do tại sao? Cái nhà mà convert lại là cho commercial nó rất là khó nha. Kiệt muốn để cá ngoài đây là mọi thứ ở ngoài trời nó thiên nhiên đúng không? Các bạn nuôi thì các bạn về các bạn cũng thả ngoài trời. Chỉ có 5% là thả ở trong hồ, ở trong nhà thôi à. Với lại cá, nếu mà các bạn nhìn ở trên nhìn xuống thì nó rất đẹp. Nhưng các bạn nhìn ở trên cái bên hông của nó rất là xấu, bởi vì ai cũng bỏ ngoài. 95%, 98% là người ta bỏ ngoài không à. Đó, bởi vì không khí nè, thời tiết nó đã quen rồi. Đó, thì lúc người ta đem về thì người ta cũng bỏ ngoài. Thì mọi thứ, có nhiều người hỏi sau khi rộng cá là thôi là gọi là quarantine, cá nó chết không? Chết. Nói không chết là dốc nghe các bạn. Nó cũng chết nhưng mà nó chết ít lại thôi. Giống như là chết giống như 100%. Ai nói không chết 100%. Cũng chết nhưng mà khoảng chừng có thể là 80-90% là nó không chết. Còn 10% nó chết. Con người mà còn chết đúng không các bạn? Nhưng tại vì ở đây mình làm ăn lâu dài, mình có thể limit cái chết nó lại. Mình có thể
những con cá này mà đang sống á, thì nó đã mạnh dạng rồi, mình không guarantee là nó không chết. Không chết là sai. Giống như cái hồ của đằng kia của mình á, mình nuôi 1000 mấy con cá thì lâu lâu cũng 6-7 tháng hay lâu vài tháng nó chết, đó là chuyện bình thường, chết 1-2 con đó, cái đó bình thường thôi, tại vì mình không control được cái đó. Nhiều khi mình giục cá đồ ăn nhiều quá ồn, với lại mình cũng xin chia sẻ với các bạn nha, nhất là mùa đông các bạn cũng cho cá nó ăn, nhưng mà thấy từng nào mà khoảng chừng 65 độ trở lên đó đó thì các bạn cho ăn một tuần một lần rồi, một lần thôi nha các bạn. Với lại mùa đông thì các bạn nên bỏ muối. Muối thì mua đừng có muối mắc, mua ở Home Depot á, 40 thao thì khoảng cho 7 đồng bạc thôi. Thì các bạn phải đo bê trên cái hồ của bác các bạn là như thế nào. Đó, giống như cái hồ 1000 gallon thì các bạn bỏ khoảng chừng 5-7 phao, nhưng mà phải đổ nước thiệt là đầy đó. Đó thì 5-7 phao thì theo các bạn đo, nó có bán cái đầu cái máy mà chỉnh cái test muối đó. Đó, lý do tại sao mình bỏ muối thường thường trên cái mùa đông khoảng tháng 1, tháng 2 là ở đây kiệt ở đây Sacramento nha. Thì nó lạnh thì cá trên làn da của con cá nó sẽ bị nổi cái chấm màu đỏ, màu trắng, không phải fungus đâu các bạn. Đừng có bỏ thuốc gì hết. Thì mình sẽ bỏ muối vô, một năm chỉ được một lần thôi nha, không phải bỏ liên tục một năm một lần. Mình bỏ vô để cho nó revenge the skin, nó bảo vệ cái skin của nó. Thì nếu mà con cá của các bạn lỡ bị cái chấm màu trắng màu đỏ thì các bạn đừng lo lắng. Khoảng chừng 6-7 tuần thì sorry các bạn. Kevin speaking, may I help you? Hello. Thì bây giờ không có mất thời gian của các bạn nữa ha, bây giờ mình sẽ bắt cá nha. Đó. Các bạn thấy không, cá nó gồm lại là một chỗ, mình sẽ bắt nha. Đó, muốn bắt cá hồi nãy á, thường thường nãy cá nó bu lại một chỗ rồi mà mình không bắt, bây giờ mình phải dụ nó, mình phải cho nó một chút đồ ăn đó. Cá phôi đó, thấy không các bạn, thấy không đây nè, đó mình dụ nó, mình cho nó chút đồ ăn ha. Đó, bắt đầu mình vớt cá nha các bạn. Đó, đây đó các bạn thấy không, đây đó, cá nhiều chưa, mình chỉ quớt một cái thôi mà nó đầy thôi. Nhưng mà thường thường á, mình phâm cá ra, mình phâm nước ra mình mới bắt cá, nhưng mà mình có mình nè, không ai giúp mình á, tại bà xã mình đi làm rồi, mấy đứa con thì nó chưa ngủ dậy, thôi kệ cho nó ngủ đi. Nó đi thường thường nó học ở nhà, nhưng mà cũng học tới tối lận. Bây giờ mình chịu khó mình làm từ từ. Đó, bắt đầu mình vớt cá ra từ từ nha các bạn. Đây, đó, mình chuẩn bị vớt cá ra từ từ. Đó, các bạn thấy không? Đây, ở trong đây nha. Giờ mình chuẩn bị vớt cá ra. Trong đây là nhiều cá lắm. Đó, ở đây là chắc cũng 500-600 con cá trong cái này. Nhiều, rất là nhiều nha. Một cái quận của mình ở đây nè, rất là nhiều. Bây giờ mình chuyển ra, mình chuyển qua đây rồi, chuyển xong rồi hồi mình sẽ chiếu cho các bạn coi nha. Các bạn đợi mình chút xíu để mình tắt cái camera cái ra, mất thời gian của các bạn. Ok rồi, đây là cá của mình mới bắt ra nha. Sorry các bạn, cái bọt tại vì mình mở oxygen để mình mở cái hơi nên cái bọt hơi nhiều nữa. Đó, đây là cá của mình mới bắt ra nha. Mình bắt ra, bắt đầu mình chuyển ra mình bán cho khách hàng. Đó thì mình bỏ theo tùy size thôi à, giống như size nhỏ thì bỏ vô nhỏ, lớn sẽ bỏ sâu lớn đó. Đó thì như vậy thôi. Thì hôm nay mình chỉ chia sẻ và nhân cơ hội này mình bắt cá thì mình trả lời cho email cho hai bạn vừa rồi nha. Tại lúc này mình cũng bận lắm, mùa cá thì mình lo làm hồ với mình bán cá, mình cũng ít upload video là lên YouTube lắm, tại vì mình không có thời gian á. Các bạn thông cảm cho mình ha. Thôi bây giờ mình phải đi lựa cá và mình hẹn gặp lại các bạn lần sau nha. Cảm ơn tất cả ông bà cô bác anh chị và các em đã đồng hành kênh YouTube Bước Chân Âm Thầm. Nếu có điều gì sơ sót xin mọi người rộng lượng tha thứ bỏ qua cho, ngàn lời cảm tạ. Tạm biệt và hẹn gặp lại các video kế tiếp. Bye bye. Cảm ơn các bạn nha. Bây giờ mình phải đi lựa cá. Khách hàng gọi rồi, mình đang chuẩn bị tới rồi đó. Mình phải hẹn gặp lại các bạn nha. Ok, bye bye. Thank you everybody. Bye bye.